Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đến xem kênh ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Ngọc tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống, mai ghép giống nhị gọc toàn lá cẩm thạch nè, rồi siêu ông Bình Lợi cô chú anh chị ha, rồi siêu ông Sài Gòn cúc hoa hồng Thanh Tú bên nhà vườn của em Ngọc thôi cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem, thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của em Ngọc nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn Ngọc để Ngọc chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi chào em Ngọc nha. Dạ em chào anh. Dạ con xin chào cô chú bác anh chị ạ. Rồi hôm nay thì mình tiếp tục lên giao lưu cái lô siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi với lại nhị gọc toàn cẩm thạch luôn em ha. Dạ. Rồi vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn ha, mã số 1N ha. Dạ. Cái này là nhị gọc toàn cẩm thạch phải không em? Dạ. Đó, tại vì em Ngọc nó nói là giống nhị gọc toàn cẩm thạch ở đầu clip đó cô chú anh chị nè. Giao được 3 bò, thông số ha. Dạ, hoành thân là được 14,5. Rồi. Chiều cao là được 32. Tán ngang là được 24. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu nhiêu? Dạ cái này con xin giao lưu là 300. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Dạ mã số 2N là rồi. Một cây hoa hồng Thanh Tú rồi. Rồi. Đó mã số luôn nha em. Dạ hoành thân là được 14. Rồi. Chiều cao là được 39. Tán ngang là được 33. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 300. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 3N nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Còn nguyên cái đế thú luôn cô chú anh chị ha. Ở nhà thì kế bên nó có tiệc đó cô chú anh chị ha, nên có nhạc tí xíu hơi ồn thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm dùm cho bên nhà vườn nha cô chú anh chị. Rồi cây này thì cũng đang siêu ông Bình Lợi phải không em? Dạ. À, đang đi đọt nè cô chú anh chị, rất là sung luôn ha. Đó. Dạ quanh thân là được 11. Nguyên con thú luôn ha. Chiều cao là được 24, tán ngang là được 26. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 300. Rồi nguyên con thú quá đẹp luôn, giá chỉ có 300 ngàn mà em Ngọc bao ship luôn ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 4N là một cây siêu bông Bình Lợi. Rồi cây này cái tàn xum xuê luôn cô chú anh chị ha. Rồi mình thân là được 17. Này mới đi đợt non nha cô chú anh chị. Vì nếu muốn lấy bò thì mình chịu khó mình để thêm vài bữa nha. Chiều cao là được 31, cái ngang là được 32. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 300. Rồi sẵn trên đây trên clip luôn thì em cũng nói với cô chú anh chị mình luôn ha. Thì nói chung thì em Ngọc nó cũng còn nhỏ, nhưng mà nói chung thì hàng thì cô chú anh chị mình cứ an tâm về hàng chất lượng. Tại vì em Ngọc là em của em ha, thì em là chủ kênh, thì không lẽ giờ em đưa em gái em lên mà bán hàng tào lao. Nên là cô chú anh chị mình đặt hàng thì cô chú anh chị mình vui lòng, giống như là thí dụ như cô chú anh chị mình nếu thấy là hàng ok thì cô chú anh chị mình hạ đặt, rồi em nó gửi thì cô chú anh chị mình nghe máy và nhận hàng giùm. Tại vì em có nhận được thông tin đó là từ mấy bữa nay á, là cô chú anh chị mình đặt hàng của em nó là có em nó bị bơm gì đâu 4-5 đơn gì đó, mà mấy cái đơn hàng bị bơm về với cái lý do rất là vô lý luôn, là khách không nghe máy, xong rồi đặt hàng xong rồi cái chặn luôn số điện thoại của em nó, rồi chặn luôn Zalo của em nó luôn. Đó là cô chú anh chị mình làm vậy làm chi, thấy tội em nhớ không? Tại vì em nó nhỏ, em nó lên kiếm từng đồng tiền để mà em nó xoay sở, thì cô chú anh chị mình đặt hàng nó vậy rồi tiền ship tiền này tiền kia rồi chi phí của người ta đâu phải dễ kiếm đâu cô chú anh chị biết, là đồng tiền bây giờ khó kiếm. Nên là mình thật sự mình muốn mua thì mình hãy mua, thí dụ như là trường hợp nhiều khi cây đi ra bị gãy hay là gì đó, nhà mình thương lượng với nhà vườn không được thì trả về nó. Chứ còn cái chuyện mà nhà vườn giao đúng cây cây đẹp bình thường thì mình đừng có làm mấy cái chuyện như vậy, cũng tội nghiệp cho nhà vườn nha cô chú anh chị. Tại vì cây này nói thật luôn là em Ngọc lời không có nhiều hết, cô chú anh chị mình làm vậy thì tội nghiệp cho em nó nha cô chú anh chị ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 5N là rồi. Một cây nhị ngọc toàn cẩm thạch. Cây này có đế luôn ha. Rồi thông số luôn đi em. Cái này dạ, được 3 bo ha. Quanh thân là được 10. Cái cũ là được 16,5. Chiều cao là được 29. Tán ngang là được 15. Dạ cây này con xin giao lưu là 200. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo cây mã số dạ. 6N. Dạ mã số 6N là một cây siêu bông Sài Gòn. Dạ siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị nè. Giống cô chú 6 Bình Dương ha. Bo nè. Đi đọt rất là sung ha. Cây rất là mướt luôn cô chú anh chị. Dạ quanh thân là được 18. Rồi. Chiều cao là được 47, tán ngang là được 40. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 300. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Dạ mã số 7N là. Rồi. À, cây xô mình lại luôn ha em ha. Dạ. Rồi hàng bao chuẩn giống hết cô chú anh chị ha. Bảo hành giống cho cô chú anh chị mình. Rồi, thông số luôn em ha. Dạ hoành thân là được 12. Rồi. Cái rễ là được 37. Rồi. Chiều cao là được 38.
Tán ngang là được 34. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 300. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 8N ha. Dạ. Rồi cái này cái gì giống xưa mình lợi phải không em? Dạ. Rồi. Nè, cây đi đọt rất là sung nè cô chú anh chị ha. Đó, cây này cô chú anh chị mình về mình để già cây đọt này mình lấy ha. Đó. Rồi, thông số luôn ha. Dạ hoành thân là được 13. Rồi. Cái cũ là được 32. Rồi. Chiều cao là được 40. Tán ngang là được 22. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 350. Rồi, đổi cây luôn ha, 350 ngàn ha. Dạ. Bao ship luôn em ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 9N. Dạ, 9N là một cây siêu bông Sài Gòn. Dạ. Giống của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị, cây này ghép được 3 bo ha. Dạ, hoành thân là được 14. Rồi. Chiều cao là được 37. Tán ngang là được 38. Rồi. Dạ, cây này con xin giao lưu là 200. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 10N là một cây siêu bông Sài Gòn. Rồi, cho thông số luôn em. Dạ, hoành thân là được 11. Rồi. Cây cũ là được 18. Chiều cao là được 43. Rồi. Tán ngang là được 31. Dạ, cây này con xin giao lưu là 220k. Rồi, đổi cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 11N. Là một cây siêu bông mình lại. Rồi, cái cây này thì cô chú anh chị mình nó đang đứng đọt, hôm nay nó đứng đọt ha. Nó đang lè lưỡi, cái lưỡi gà này cô chú anh chị ha, nó lè lưỡi ra là nó chuẩn bị phúng cờ đọt ha. Phúng cờ đọt này là cây nó sẽ tùm nha. Rồi, thông số luôn đi em. Dạ, hoành thân là được 11. Rồi. Cây cũ là được 32. Rồi. Chiều cao là được 34. Dạ, cây này con xin giao lưu là 300. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số. Dạ, mã số 12N. Cây cuối clip luôn em ha. Dạ. Rồi, cây này xuống mình lại phải không em? Dạ. Rồi, cây này nó lên cái tược nè, cô chú anh chị nó đâm cái nè. Đó, cái cây hồi nãy, cái cây mã số 11 ha, mà nó chịu là nó lè lưỡi, nó lên đọt một, như là nó lên như vậy nè cô chú anh chị ha. Nè, không, bung đều gan luôn nè. Đó, biết bao nhiêu tược ha. Cây này nếu mà cô chú anh chị mình để cho nó già cây đọt này nó là nhiều bo lắm nha cô chú anh chị. Dạ, hoành thân là được 13. Rồi. Cây cũ là được 25. Rồi. Chiều cao là được 36. Tán ngang là được 41. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 400. Rồi cái này cuối clip luôn em ha. Dạ. Rồi em chào hết luôn nha. Dạ con xin chào cô chú anh chị. Con mong cô chú anh chị ủng hộ cho con. Rồi em cũng thay mặt cho kênh giống như em Ngọc cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.